Ôi, chào các bác nha. Hiện tại là tôi đang có mặt tại phiên chợ Cốc Ly thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Là hôm nay là tôi đến chợ rất là sớm để đảm bảo là nó kịp cái phiên chợ, thì chỗ thời điểm đông nhất là tôi có mặt. Và chính xác là hôm nay là tôi đến sớm nên là phiên chợ họp rất là đông và có rất nhiều cái chợ gọi là chợ dê, chợ trâu, chợ ngựa là cũng đầy đủ. Nó khác cái phiên chợ, mấy cái phiên chợ tôi đi ở các phiên chợ vùng cao khác thì là họ là không có dê. Hôm nay là tôi đến cái phiên chợ này thì nó có cái dê ở đằng sau tôi rất là nhiều. Và lát nữa là tôi sẽ đi khám phá tất cả các mặt hàng ở trong cái chợ ở bên trên đằng sau tôi nữa. Thôi xin cảm ơn các bác nha. Đấy, trước mặt tôi đây là khu này là khu chuyên bán dê. Tí nữa tôi hỏi xem là giá cả dê đó họ bán như nào. Ủa anh à? Anh bán 5 con à? Cả 5 con này luôn à anh? Bán bao nhiêu tiền đấy? 4 triệu á? 3 triệu 9 à? 4 con cái cứt, 3 con thôi các bố ạ. Vâng, 3 con 3 triệu 9 nhầm, tí lại đắt quá anh lại chỉ cho. Đây là 3 con. 3 con là được các anh ấy bán là 3 triệu 900 nghìn đồng. Thế là quá rẻ rồi anh ạ. Rẻ. Dê em thấy rẻ mà. Em thấy bảo là dê ở dưới chợ Cốc Ly mình là rất là rẻ luôn chứ. Mua. Thế ba con dê như này là 3 triệu 9. Bình thường nếu mà cách đây tầm 2 năm như ba con này phải có tầm 5 đến 6 triệu. À thế à? Thế là càng ngày nó càng giảm giá đi à? À anh ấy vừa chia sẻ bảo nếu mà cách đây được 2 năm là nó phải rơi tầm 5 đến 6 triệu. Nhưng mà bây giờ chỉ là 3 triệu 9 thôi. Để xem họ bắt ba con nào nhá. À, một con. Wow, con dê này đẹp nhỉ. Dê ạ, từ nãy giờ quay được tầm 3 phút thì mấy. Con đã được mấy đâu. Anh không quay liên khúc này, anh cắt đoạn này mà. Vừa cõng con này bắt được cả hai dê bé. Là chuyển sang góc bên này thì là tôi quay cả video là tôi quay cả trâu luôn. Xem trâu ở cái phiên chợ này nó có gì đặc biệt không. Hai con bò. Trâu này hình như là dậy sớm quá giờ vẫn buồn ngủ, cảm giác nó vẫn buồn ngủ ấy. Con trâu đẹp này các bạn ơi. Trâu này sao nó lại có cái đỏ đỏ ở hai góc nhìn. Kiểm dịch hay sao? À, chắc là kiểm dịch các bạn ạ. Không biết phải không, người tôi đoán đó, thế. Đó, tai nó bấm gì ạ? Tai nó bấm ấy à? Khuyên. Bấm khuyên nhỉ, tai bấm khuyên nhỉ. Con này vẫn còn non. Nhưng mà đẹp. Màu đẹp. Nhìn thấy con này tôi lại nhớ đến một cái video của tôi. Là hôm nọ tôi cũng gặp được hai con trâu to đấy. Là cái video đấy là được hơn 1 triệu view ấy. Con trâu này cũng to. Ui con này cao thế. Trời. Con này như đồ trâu trọi. Thank you.
Wow. Đòi hút nhau. Con này to thật, cao, tướng rất là cao. Con này chắc là đắt lắm đấy. Anh ở đây chủ của anh à? Anh là anh bán bao nhiêu tiền đấy con này? Con là hơn 50 ạ. Hơn 50 à? Hôm đó em gặp một con Bắc Hà to thì nhưng cũng bằng này thôi nhỉ, họ bảo 75 triệu. Con đấy cho già mà. À, cho già là đắt hơn à? Con này cho non mà, 4 tuổi cho mà. Vâng, 4 tuổi ạ. Con này có 4 tuổi đấy các bạn này. Nhưng mà con này to đúng bằng khả năng còn cao hơn con hôm nọ. Nhưng hôm nọ là trâu già là đắt hơn. Nhiều lắm các bạn. Quá nhiều luôn, hình như là nhiều hơn Bắc Hà rất nhiều. Là tôi đến đây là đi tầm khoảng 200 mét. Đấy, kia là cuối rồi. Rất nhiều luôn. Đấy, cả đây là tầng lớp thứ hai. Ở đây là ở góc trên cao. Hay là dưới kia là tôi đi thì nó không nhìn không được bao quát lắm. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy tổng quát luôn. Đấy. Thực sự là rất là nhiều trâu.